Xin chào các bạn đã đến với Thuần Cap ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ 3 tại Hoa Kỳ Ngày 5 Tây tháng 1 năm 2021 Thì các bạn thấy hôm nay lại là một ngày không tiếp tục hồi phục Và bây giờ đã trở lại và qua 34.000 đô rồi Hình như là chúng ta thấy là Bitcoin điều chỉnh nhưng mà không có ai để ý tới hết Tại vì điều chỉnh rất là nhanh Bây giờ chúng ta lại tiếp tục trở lại như là cái mức cách đây 2 ngày Trước khi mà có cái đợt điều chỉnh mà xuống còn 27.000 đó thì chúng ta thấy được là không chỉ đi Bitcoin mà Ethereum bây giờ cũng đã trở lại là qua không 000 đô bây giờ là 1070 muốn trở lại thử cái đỉnh gần đây cái đỉnh mà cao nhất mà chúng ta thấy được là cách đây vài ngày ngày 4 tây thì lúc đó giá của Ethereum đã lên tới là 1169 Ethereum bây giờ thì lại muốn trở lại để mình thử cái đỉnh đó và hôm nay chúng ta nhìn vào con 360 thì là một ngày mà rất là xanh chúng ta thấy được là có rất nhiều đồng xanh trên thị trường và chúng ta thấy được là những cái đồng altcoin hôm nay cũng tiếp tục là có cái sự tăng trưởng như là các bạn thấy trên màn hình đó là bitcoin thì tuy là tăng 8,4% nhưng mà Ethereum thì tăng 4,4%, Litecoin tăng 5,5%. XRP thì không có tăng, bây giờ đã sụp xuống hàng thứ năm. Chúng ta sẽ có một số thông tin liên quan tới đồng XRP mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video này. Chúng ta nói tới Polkadot thì tăng 4,4%, Cardano cuối cùng cũng có cái sự tăng trưởng mạnh là 24%, một sự tăng trưởng mà nhiều bạn đang chờ đợi. Kế tiếp là chúng ta thấy là Bitcoin Cash tăng 4%, Binance Coin tăng 3,2% và Chainlink tăng 9,6%. Đây là cái tình hình tăng trưởng của thị trường. Hôm nay là một ngày cũng rất là tốt và nói tới đây thì thuận muốn chia sẻ một thông tin trên thuận Capital với các bạn đây là cái thông tin liên quan đến danh mục đầu tư và all Coin Ranking bài thuận Capital thì các bạn thấy được là danh mục đầu tư nhiều bạn cũng đã biết thông tin này thuận đã chia sẻ trước đây là cái thông tin là thuận đang lưu trữ những đồng nào trước đây thuận hay chia sẻ thông tin riêng lẻ trên những cái mạng xã hội nhưng mà thuận muốn có một điều tập trung hơn để mà chia sẻ để có lịch sử để các bạn thấy được là sự thay đổi về những đồng thuận lưu trữ như thế nào thì các bạn có thể lên trang web này để mà tìm hiểu thì chúng ta thấy được đó là ở bên dưới này thì có một cái tài liệu tài liệu này đó chính là những cái altcoin mà các bạn thấy là có một cái điểm bên tay phải đó thì điểm này là như thế nào thì khi mà nói thì nó có một cái video chia sẻ về cái thông tin này nếu như mà các bạn lên trên cái channel của thùng capital đó các bạn tìm thấy một cái video đó chính là cái video 857 mùa altcoin sắp đến nên lựa chọn altcoin nào thì các bạn thấy là video này đó đã giải thích được là tại sao lại có cái bảng xếp hạng này thì thực ra đây cũng là một cái thử nghiệm mà thuận đang thử nghiệm và thuận muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một tài liệu mà thôi thuận vẫn còn một số điều cần làm với các bạn xếp hạng này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mời đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà bạn chưa có theo dõi Thuần capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến thị trường tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital bằng cách là bấm vào cái link ở phía bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi liên quan đến những cái sàn như là sàn NFX, OMT, Binance, Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi các bạn có thể tìm hiểu đăng ký và có thể đăng ký group nhận hỗ trợ những dịch vụ này cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi như là giảm phí giao dịch cũng như là nhận bonus khi mà tham gia những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này thì bài xếp này đã nói cách đơn giản là thuận lấy cái tài liệu trên 10 sàn mà uy tín mà nhiều bạn tin tưởng trong đó chúng ta có sàn Coinbase Pro sàn Binance.com, sàn Kraken, sàn Gemini, Binance US, Bitfinex, Crypto.com, Huobi Global và MXC, Gate.io và những quỹ đầu tư lớn như là Drayscale Bitwise và công ty Square Cash App và sau đó là thuận tìm cái thông tin của ngày hôm nay là những đồng nào mà đang được giao dịch nhiều trên những sàn này như là các bạn thấy là ví dụ như là Coinbase Pro đi Thì các bạn thấy là giao dịch nhiều là đồng Bitcoin, Ethereum, Litecoin XRP, Stellar Lumen, Link, Bitcoin Cash, Uniswap, LRC, SNX Synthetics và Algo thì đây là những đồng mà được giao dịch nhiều trên sàn Coinbase và tương tự sàn Binance.com, sàn Kraken, Gemini cũng có những thông tin tương tự và sau đó chúng ta cũng sẽ đi vào những quỹ đầu tư như là Grayscale để coi coi bây giờ là họ đang lưu trữ những đồng nào và các bạn thấy được Grayscale thì lưu trữ đồng Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Stellar Lumen, Bitcoin Cash và đồng Zcash thì các bạn thấy được là Bitwise cũng lưu trữ những đồng tương tự nhưng mà không có đồng XLM nhưng mà có đồng EOS và đồng Tezos còn về công ty Square Cash App thì chỉ có lưu trữ đồng như nước đều lòng Bitcoin mà thôi Họ chỉ hỗ trợ khách hàng mua Bitcoin Còn PayPal thì hỗ trợ khách hàng mua Bitcoin, Ethereum, Litecoin Thì chúng ta thấy được đó, đây là những cái tài liệu mà thuận thu thập Sau đó chúng ta thấy được là những đồng nào mà được giao dịch nhiều nhất trên những cái sàn mà uy tín Cũng như là những đồng nào mà được lưu trữ trong những quy đầu tư như là công ty Rayscale, Bitwise, công ty Square, công ty PayPal thì chúng ta có được cái số điểm này là cái con số tổng của những cái sàn này cộng với lại là những cái đồng này là xuất hiện trên những quy đầu tư là bao nhiêu lần thì chúng ta thấy được là nếu như mà điểm cao đương nhiên là Bitcoin là một đồng mà rất được nhiều sàn hỗ trợ cho nên đương nhiên là có 12 điểm tại vì chúng ta thấy là hầu như sàn nào cũng hỗ trợ Bitcoin hết kế tiếp là Ethereum có 11 điểm, Litecoin 11 điểm, XRP có 10 điểm tuy là đang bị kiện nhưng mà vẫn là một đồng mà được nhiều người quan tâm đến và trade rất là nhiều Và kế tiếp là Stellar Lumen và các bạn thấy được là cứ đi xuống là 9 điểm, 7 điểm, 6 điểm, 5 điểm là những đồng nào Thì lý do tại sao mà có cái xếp hạng này để cho các bạn có được một cách nhìn là nhiều bạn hỏi thường là bây giờ đó nếu như mà muốn uh, mua altcoin để mà chờ mua altcoin thì mua những altcoin nào thì đương nhiên thường không thể cho các bạn cái lời khuyên đầu tư nhưng mà thường có thể cho các bạn một cách suy nghĩ đó chính là chúng ta nhìn vào những đồng này đi thì đây là những đồng mà dễ dàng mua. Tại vì sao đồng nào mà càng nhiều điểm thì càng dễ dàng mua. Các bạn thấy được là Bitcoin thì rất dễ để mà mua. Ethereum cũng vậy, Litecoin cũng vậy. XRP Stellar Lumen Link tại vì được hỗ trợ bởi rất nhiều cái sàn lớn như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì những đồng nào mà càng dễ mua thì khi mà chúng ta thấy mùa altcoin đến thì cái vốn hóa sẽ đổ vào những đồng đó trước Tuy nhiên có rất nhiều đồng trên đây mỗi bạn thì sẽ có một cái suy nghĩ riêng nhưng mà đồng nào mà càng dễ mua thì cái số tiền vốn hóa sẽ càng dễ được đổ vào và các bạn thấy được là bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu một tăng trưởng này thôi Như là thường chia sẻ đó là chúng ta vẫn chưa thấy nhiều người mới tham gia vào Và khi mà họ tham gia vào thì họ sẽ mua những đồng lớn như là Bitcoin rồi Ethereum vân vân Đây là những đồng mà thường cảm thấy là ai cũng có thể là dễ hiểu tại sao mọi người mới là muốn mua Tại vì những đồng mà có vốn hóa lớn có thể là họ mua Bitcoin trước Trước khi mà họ tìm hiểu Ethereum và Litecoin Nhưng mà khi mà họ đã bắt đầu muốn đi vào những cái đồng altcoin thì các bạn nghĩ những người mới đó, thì họ tham gia họ sẽ tham gia vào những sàn nào thường nghĩ là những sàn như là binance coinbase um, sàn crypto com sàn uh, gemini hay là sàn kraken hay là những công ty như là công ty square công ty paypal cho nên các bạn thấy được là chúng ta phải tiếp cận những cái đồng nào mà dễ dàng được những người mới tiếp cận tại vì họ mới tham gia vào họ sẽ không mới thi vào những cái sàn nhỏ hơn như là sàn buybox vân vân mà họ sẽ lựa chọn những cái sàn này cho nên cái số tiền thì sẽ được đẩy vào những cái đồng này và những đồng này không phải là chỉ là được lên trên những cái sàn lớn mà những đồng này cũng là những đồng mà được người ta giao dịch nhiều thì khi mà họ hỏi người thân của họ mà đang chơi crypto đó họ đang đầu tư crypto thì đầu tư về những cái đồng nào thì có thể là nhiều người mà họ quen biết sẽ nói là đang đầu tư vào đồng link để đầu tư vào đồng con v vân vân thì họ cũng sẽ đầu tư theo cho nên các bạn trước khi mà chúng ta đi tìm kiếm những cái o kho nhỏ hơn như là những hạng như là 60, 70 thì chúng ta cần phải chú tâm vào những cái o kho lớn hơn đương nhiên thì không có nói là những o kho nhỏ hơn thì sẽ không có cơ hội tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được là ngày hôm nay thì những o kho lớn đó có sự tăng trưởng những o kho nhỏ cũng tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy là phần lớn cũng không có tăng đột biến như là OMG thì tăng có 4,6% hay là Sushi tăng 10% thì các bạn thấy là trước hết chúng ta phải tìm kiếm những cái đồng mà dễ dàng được tiếp cận bởi người mới có nghĩa là phải trên nhiều sàn và được nhiều người nói tới có nghĩa là và những đồng mà được nhiều người giao dịch tại vì khi mà nhiều người giao dịch á họ sẽ nói là họ kiếm được tiền từ đầu tư đồng link, Bitcoin cash, đồng poker.us vân vân thì những người mới họ sẽ đổ tiền vào những đồng này dẫn đến những đồng này sẽ được pump lên. Đương nhiên không nói tới một đồng nào riêng biệt nhưng mình thường chỉ nói tới là đây là một cách suy nghĩ để các bạn hãy tự lựa chọn trong danh sách này những đồng nào mà các bạn nghĩ là vẫn chưa được pump và có cơ hội được tiếp cận cao bởi những nhà đầu tư mới và có cơ hội là được những nhà đầu tư mới thu mua khiến cho giá cả tăng lên thêm nữa. Đây là cái suy nghĩ mà thường muốn mang đến cho các bạn và trang web này sẽ được cập nhật liên tục có thể là một lần mỗi tuần để các bạn có thêm những cái thông tin mới nhất Cũng như là Thuận sẽ chia sẻ thêm một số những cái phân tích uh, Như là chúng ta nói là phân tích on-chain Tại vì mỗi ngày thì Thuận cũng muốn đem đến cho các bạn cái thông tin liên quan đến là Tình hình on-chain bây giờ là như thế nào Như là các bạn thấy được là chúng ta hay nhìn vào cái thông tin liên quan tới MPI đi Để cho chúng ta biết được là thời đạo bây giờ đang làm gì Thay vì là Thuận phải đi vào trong web này để mà chia sẻ với các bạn Và thường phải tổng lại cái số uh, lượng tỷ lệ của thời đào là bao nhiêu các bạn có thể biết là mỗi lần mà thời đào mà tỷ lệ là hơn 2.0 có nghĩa là đang bán mạnh thì chúng ta thấy được là cái thời gian này thời đào bán rất là mạnh tôi đã tổng hợp tài liệu này trên google nhưng mình không sẽ cố gắng để mà xem cơ đội của thuận có thể đem thông tin này lên trên thuận capital com hay không để các bạn có thể nhận được thông tin này sớm hơn và dễ hiểu hơn thì chúng ta nhìn vào miner mpi đi thì tỷ lệ của miner đang bán trong thời gian này là như thế nào các bạn thấy được là trong thời gian này đó thì từ ngày 29 tây tới ngày 4 tây như này trong 7 ngày qua thì các bạn cũng đã thấy là tỷ lệ bán là rất mạnh. Chúng ta nhìn vào những ngày này đi thì ngày 29 tây là 1,9%, ngày 30 tây là 1,32, 31 tây là 2,95, ngày 1 tây là 1,69, ngày 2 tây là 3,39, ngày 3 tây là 4,46, ngày 4 tây là 3,14 thì trung bình các bạn thấy được là trong cái thời gian là 7 ngày này thì 4 ngày đã có xu hướng bán mạnh tại vì cái tỷ số là trên 2. Thì bây giờ trung bình 7 ngày qua là 2,7 Nghĩa là thời đào vẫn còn đang bán rất là mạnh trên thị trường Cho nên chúng ta thấy được là bây giờ thị trường vẫn còn rất là vững chắc Tại vì chúng ta cũng đã biết là thời đào chỉ bán mạnh Khi mà họ nghĩ là trên thị trường có sẵn nhiều người chờ đợi để mua Cho nên chúng ta thấy được là thị trường bây giờ vẫn còn rất tốt Và chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Là bao nhiêu người đẩy Bitcoin lên sàn Và bao nhiêu rút Bitcoin ra đi Thì các bạn thấy là cái tỷ lệ là Bitcoin lên sàn Và rút ra như thế nào Thì chúng ta nhìn vào Bitcoin inflow và Bitcoin outflow trong những sàn Rồi này thống kê lại là trong thời gian 7 ngày gần đây tỷ lệ như thế nào Thì 7 ngày gần đây á, tỷ lệ các bạn thấy được là tỷ lệ 7 ngày gần đây từ ngày 29 tới ngày 4 tây Thì chúng thấy là cái tỷ lệ mà Bitcoin được đưa vào lên trên cái sàn đó Thì ngày 29 tây là có 59,21 ngàn Bitcoin được đưa lên sàn ngày 30 tây là có 65 ngàn ngày 31 tây thì cũng tương tự 65 ngàn ngày 1 tây là có 51 ngàn ngày 2 tây là có 86 ngàn ngày 3 tây này có 65 ngàn và ngày 4 tây là có 85 ngàn và tổng cộng là có 479,13 ngàn Bitcoin đã được nạp lên trên những cái sàn trong vòng 7 ngày qua thì chúng ta nhìn vào cái con số mà được rút vào khỏi sàn đi coi như là outflow đó thì outflow trong vòng 7 ngày qua thì các bạn thấy được là Thùng cũng đã đưa tài liệu này vào trên trang web này thì chúng ta thấy được là ngày 29 tây thì có 59,38 ngàn được đưa ra khỏi sàn Ngày 30 tây thì có 62 ngàn bịch được đưa ra khỏi sàn 31 tây thì có 73 ngàn Ngày 1 tây thì có 55 ngàn Ngày 2 tây thì có 118 ngàn Ngày 3 tây thì có 48 ngàn Và ngày 4 tây thì có 83 ngàn Có nghĩa là tổng cộng trong vòng 7 ngày qua thì đã có hơn 500 ngàn bịch không được rời khỏi sàn Trong khi chỉ có 479 ngàn bịch được đưa lên trên sàn Có nghĩa là trong vòng 7 ngày qua thì cái tình trạng là chúng ta vẫn mất đi 22,5 uh, ngàn Bitcoin được rút ra khỏi sàn Có nghĩa là chúng ta vẫn đang trong tình trạng là nhiều Bitcoin được thu mua và rời khỏi sàn Và cái tình hình bây giờ các bạn thấy được là cái tỷ lệ hoạt động của cá voi đó Những cái ví mà có số lượng lớn tiền đó Thì họ nạp vào chỉ chiếm tỷ lệ là 37% mà thôi Nhưng mà rút ra là chiếm cái tỷ lệ lên tới 47,88% Có nghĩa là bây giờ cá voi vẫn thu mua một số của cái số lượng Bitcoin này và đưa số đồng đó ra khỏi sàn đây là cái tình trạng bây giờ chúng ta vẫn thấy được là cá voi vẫn tiếp tục mua ở cái mức này và người bình thường cũng tiếp tục mua và cái số lượng mua thì bây giờ là cá voi chiếm tỷ lệ là khoảng phân nửa phân nửa còn lại là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ đây là tình hình liên quan tới bitcoin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn